up và down hai bên bên thôi, thì bạn chọn đây để bạn mình xây lại. Như vậy là xong. Xin chào tất cả các bạn đến với kênh của mình. Trong video hôm nay, mình hướng dẫn các bạn cách các bạn quản lý lăn thông cho hệ thống Wi-Fi UFI của các bạn. Và bây giờ thì chúng ta hãy truy cập vào máy chủ đang cài Quaternary quản lý hệ thống Wi-Fi UFI. Đây là một Quaternary mình đang quản lý hệ thống Wi-Fi UFI của mình. Các bạn truy cập vào bảng setting. Ở trên bảng setting này, các bạn muốn quản lý lăn thông cho những tài khoản guest, như là tài khoản khách, thì các bạn truy cập vào guest control. Hiện tại thì với phần web control này thì mình đang cấu hình là hotspot poster. Có nghĩa là khi cái tài khoản khách đến công ty của bạn, họ đến cửa hàng của bạn, thì bạn phải cấp cho họ một cái voucher. Trên cái voucher đó thì xác định rõ cái thời gian mà họ truy cập, nhưng lượng băng thông đang up cho tài khoản voucher đó. Bởi vì các bạn truy cập vào cái phần voucher cho tài khoản khách thì bạn kích vào cái phần home site này, các bạn kích vào phần hotspot manager. Trong bảng hotspot đánh giá thì bảng get là phần tất cả những tài khoản khách mà đang truy cập sử dụng qua voucher của bạn đã tạo. Phần tiếp theo mà các bạn quan tâm là chính là bảng voucher tạo ra những cái voucher bạn cấp cho khách hàng đến doanh nghiệp của bạn sử dụng. Ví dụ như đây mình đang tạo ra một cái voucher có 1.000 ngày và mình cấp cho 80 thiết bị là có 8 thiết bị dụng. Hay là mình đang tạo ra một cái voucher có thời gian sử dụng 7 ngày và có 30 thiết bị sử dụng. Thì nếu khi các bạn quản lý cái băng thông với tài khoản khách mà bạn cấu hình là get control bằng cái hotspot voucher này thì bạn quản lý băng thông là tùy đơn giản. Ví dụ mình tạo ra một cái voucher mới, bộ voucher đây có thời gian, bạn chú ý này, bạn hoàn toàn có cái thời gian bạn lựa chọn là cho bao nhiêu tài khoản sử dụng. Thì bạn ở đây bộ tài khoản hay multi tài khoản hai tài khoản là bạn có hoàn toàn cũng thể là giám sát được cái khoảng thời gian bạn tùy bạn theo bạn nghĩa thời gian bao nhiêu đây ở đây. Và ở đây bạn hoàn toàn có thể giới hạn băng thông đi tiếp từ download hay upload của đây. Thì việc các bạn quản lý bằng voucher này nó cực kỳ dễ dàng rồi, và mình đã có một video hướng dẫn chi tiết các bạn cách các bạn quản lý tài khoản guest bằng phương thức cấu hình là qua cái guest hotspot voucher. Trong những trường hợp mà bạn không muốn cấu hình tài khoản guest là cái tài khoản cấp cho khách hàng bằng quản lý hotspot voucher này mà bạn muốn dùng backlog, thì các bạn làm thế nào để các bạn quản lý được băng thông, hay là các bạn muốn quản lý tất cả các user. Ví dụ đây, bạn muốn quản lý tất cả toàn bộ user này giới hạn băng thông thì bạn làm thế nào? Hoặc những tài khoản get này, ok, thì bạn đánh kỵ vào bằng setting, các bạn chuyển xuống các bằng user group. Ví dụ ở đây mình đang tạo ra một cái nhóm 20MB. Cái nhóm 20MB này thì mình đang cho cái bandwidth limited download là 20MB và bandwidth limited upload cũng chỉ là 20MB thôi. Các bạn có thể tạo thêm một nhóm khác ở đây, bạn muốn giới hạn họ sử dụng 30MB, 10MB, 20MB, 23MB, 24MB, 20MB tùy bạn. Bạn định nghĩa thành ra những cái group này rồi, thì đó bạn xây lại. Có một nhóm default của bạn là nhóm mặc định có bao nhiêu lượng trong hệ thống của bạn cho họ dùng đủ bấy nhiêu. Đấy đó chính là nhóm default. Khi đó rồi ấy, thì các bạn hãy kích vào bàn client. Client này là quản lý toàn bộ cái hệ thống thiết bị những cái user đang truy cập ở trong hệ thống Wi-Fi của bạn. Ví dụ bạn muốn áp dụng cho một tài khoản guest. Tài khoản guest này không phải là tài khoản guest nữa các bạn. Sự quan cái hotspot voucher, bạn muốn giới hạn cái băng thông của tài khoản guest này và kích nút vào tài khoản guest này, bạn kích vào phần config, các bạn tìm xuống cái phần user group đây, mặc định là default, bạn không muốn default là muốn giới hạn lượng băng thông của bạn này thì up và down 20MB thôi, thì bạn chọn đây là bạn đồng xây lại. Như vậy là xong. Như vậy là với thiết bị guest này chỉ thôi down up lượng tối đa là 20MB. Hay là với cái tài khoản user mình cho cái tài khoản của bạn kia này, bạn kích vào là bạn user này và bạn kích vào bằng config, bạn chọn vào user group này. Thông thường bạn này đang là default, bạn có thể dùng tối đa cái lượng băng thông của công ty bạn. Nhưng bạn muốn giới hạn bạn kia này thì có thể đang up tối đa là 20MB thôi. Ok, bạn hoàn toàn có thể kích vào đây và bạn ấy xây, bạn cho bạn này sử dụng 20MB. Như vậy là bạn kia này chỉ có thể dùng đang up tối đa là 20MB. Khi bạn vừa đổi biết rằng là những tài khoản nào là tài khoản không quan trọng, hoặc tài khoản nào là tài khoản quan trọng. Giả dụ như bạn kia này là một tài khoản quan trọng và bạn muốn cho bạn kia này tạo up tạo bái thì bạn chọn là cái nhóm default này, thì bạn này hoàn toàn có thể sử dụng những cái dung lượng tạo up thoải mái luôn. Như vậy là trong video vừa rồi mình hướng dẫn các bạn cách các bạn hoàn toàn có thể
công việc băng thông cho từng thiết bị kết nối tới hệ thống wifi GUI của các bạn theo ý bạn muốn. Và video hôm nay mình tạm dừng ở đây. Nếu các bạn thấy video của mình hay và bổ ích thì các bạn hãy like, share và subscribe kênh mình. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.